Yên TV. Đây là đường Lê Văn Lương thuộc địa phận huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Phước Yên xin chào quý khán giả và bà con cô bác. Hôm nay Phước Yên giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác dự án xây dựng cầu rạch đĩa mới kết nối huyện Nhà Bè và quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án xây dựng cầu rạch đĩa mới thay thế cầu rạch đĩa cũ có chiều dài khoảng 317m, chiều rộng 10,5m, với 9 nhịp cầu, tổng mức đầu tư là 512 tỷ đồng. Trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật là 290 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Hiện nay, bên phía Nhà Bè đã có 45 trên 46 trường hợp đồng ý nhận tiền bàn giao mặt bằng. Huyện Nhà Bè đang tiếp tục vận động một trường hợp còn lại nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo thi công. Phía trước là cầu rạch đĩa 1 hiện hữu có bề rộng từ 3 đến 4 mét, thường xuyên bị ùn tắc giao thông do lượng phương tiện di chuyển lớn. Cầu rạch đĩa kết nối huyện Nhà Bè và quận 7 đi qua rạch đĩa. Dự án hiện đang thi công san lấp mặt bằng phần đường dẫn cầu. Cầu rạch đĩa cùng với các cầu Long Kiển, rạch Tôm, rạch Dơi là một trong 4 cầu sắt yếu trên tuyến đường Lê Văn Lương. Cũng như cầu Long Kiển vừa thông xe vào tháng 9, cầu rạch đĩa sau khi hoàn thành sẽ tăng năng lực lưu thông kết nối với tỉnh Long An, góp phần khai thác đồng bộ hạ tầng giao thông phía nam thành phố. Cầu rạch đĩa hiện nay đã xuống cấp, ngành giao thông đã phải tổ chức điều chỉnh giao thông để đảm bảo an toàn. Vừa xuống dốc cầu là thuộc địa phận quận 7, hướng ra đường Nguyễn Văn Linh. Đây là khu vực đã giải tỏa mặt bằng đường dẫn lên cầu bên phía quận 7. Tuy nhiên, tại khu vực này còn một số căn nhà chưa bàn giao mặt bằng. Dự án sẽ triển khai thi công trong 17 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2024. Phước Yên đã giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác dự án xây dựng cầu rạch đĩa mới. Quý khán giả và bà con cô bác yêu mến kênh Phước Yên TV, vui lòng đăng ký và nhấn chuông để xem những video tiếp theo. Phía trước là ngã ba đường Lê Văn Lương và đường Nguyễn Văn Linh. Đồng thời, đây cũng là khu vực xây dựng dự án hầm chui đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Hữu Thọ.